Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay thì mình quay ở một địa điểm khác. Hiện tại thì mình đang đi du lịch, không ở nhà. Thế nên là mọi thứ mình quay ở đây chỉ là một cái background trắng như thế này thôi. Và mình đã cố gắng để co cái gì đó ở cái nền trắng này rồi. Thế nhưng mà không có mang cái gì đẹp cả để trông nó rất là lố ấy. Thì thôi mình quyết định để một cái nền trắng như thế này nhá. Mình đang tranh thủ đi cái mùa này bởi vì bây giờ đang là một cái mùa nó rất là rẻ. Hầu như là những cái tour mà các bạn có thể mua thì nó đang giảm giá rất là sâu. Thế nên tội gì không đi đúng không? Mình nghĩ là có nhiều bạn cũng đang nhen nhóm kế định đi du lịch, thế nhưng mà chưa biết mang đồ gì đi skincare đúng không? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái món đồ mà mình mang đi khi mà mình đi du lịch để skincare. Làm thế nào để cái làn da của mình nó vẫn không bị lên mụn khi mà mình đi du lịch. Mình có một cái túi như thế này. Đây là một cái túi mình được CGV tặng lúc mà mình đi xem phim á. Thế nên là mình lấy cái túi này để vừa đồ những cái món đồ skincare của mình. Nhìn có thể ở trên camera thì mọi người nhìn thấy to thôi, chứ ở ngoài thì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Thì mình sẽ dùng cái túi này để đựng tất cả những cái đồ skincare rất là gọn trong một cái túi như thế này. Thế thì bây giờ mình sẽ bốc random ở trong cái túi này từng món và review cho mọi người là tại sao mình lại mang những cái món này đi du lịch nha. Cái món đầu tiên chính là một gói như thế này. Đây là một gói bông tẩy trang, mình đi đâu mình cũng không thể nào quên được bông tẩy trang. Nếu mà không có bông tẩy trang thì chắc chắn là mình sẽ không tẩy trang được, và mặt mình chắc chắn sẽ lên mụn nếu mà mình không tẩy trang đúng không? Thì đây là một cái loại bông tẩy trang của Việt Nam, hồi trước mình cũng đã nói rồi. Thì mình khá là thích cái em này bởi vì nó kiểu không bị những cái sợi bông ra ấy, mà nó như thế này nó gần giống cái loại Syncope của Nhật ấy, nhưng mà nó rẻ hơn nhiều. Thế nên là đây là cái loại mà mình thích nha. Ok, cái món thứ hai, bốc. Ta-ten. Wow, đây là một em sữa rửa mặt các bạn ạ. Mình luôn luôn phải mang sữa rửa mặt đi, bởi vì nếu mà mình dùng linh tinh thì mặt mình sẽ bị lên mụn. Em này còn có cả tác dụng dưỡng trắng và loại bỏ bụi bẩn nữa. Mình đi du lịch ở biển mà, thế nên là mình cũng khá là quan tâm đến vấn đề dưỡng trắng trong cái quá trình mà mình đi biển. Thế nên là mình lựa chọn cái em này. Em này là của hãng Beauty Buffet. Đây là một cái hãng của Thái. Thì những cái bạn nào mà từ 15 tuổi trở lên thì các bạn có thể tham khảo cái dòng này. Mình sẽ cho các bạn xem chất của em này ở bên trong nhé. Cái chất trắng trắng như thế này và nó cực kỳ là mịn luôn. Nó không bị lợn cọn ý. Đấy, khi mình xoa như thế này và đến lúc mà mình cho nước vào thì nó sẽ hơi có một chút bọt thôi. Còn lại thì sau khi mà rửa thì mặt mình nó sẽ rất là sạch và sạch nhưng mà không bị khô á mọi người. Còn mùi của em này thì giống như kiểu mùi sữa chua Mộc Châu á mọi người, cực kỳ thơm luôn. Mình rất là thích cái em này. Và mình nghĩ là bạn nào mà độ tuổi teen thì tầm 15 tuổi trở lên là các bạn rất là thích cái em này cho mà xem. Bởi vì em này có giá thành hợp lý này, dùng được rất là lâu. Cái này nó rất là khá là to như thế này. Đấy, to gần bằng cái mặt mình. Đi du lịch cái lạ nước lạ cái, xong rồi lạ cả sữa rửa mặt thì chắc chắn là sẽ lên mụn rồi. Thế nên là các bạn đừng quên mang sữa rửa mặt khi mà mình đi du lịch nha. Món tiếp theo. Đây là một món mà mình muốn giới thiệu cho các bạn từ lâu lắm rồi. Bởi vì em này cực kỳ là hay ho nha mọi người. Mọi người có đoán đây là cái gì không? Đây là một em máy phun sương mọi người ạ. Đây là một em máy phun sương, mình bật cho các bạn xem nhé. Dễ chịu vô cùng các bạn ạ, dễ chịu vô cùng luôn. Ở nhà mình có một cái máy phun sương, nó còn to hơn, nó bự chẳng như vậy nè. Thế nhưng mà không thể mang đi được bởi vì nó bự quá. Thế may thế nào tìm ra được một cái em mà nó nhỏ gọn, xinh xinh như thế này để mình có thể mang đi khi mà mình đi du lịch. Các bạn có thể mang em này everywhere luôn nhé. Tại sao mình lại lựa chọn cái em này? Tại sao các bạn phải có máy dưỡng ẩm? Bởi vì là thế này, nếu mà các bạn đi vùng biển, những cái vùng nắng và gió, mình đang đi Hạ Long thì là một cái vùng nó rất là nắng và gió. Cái thời tiết này thì thôi rồi, nó nóng kinh khủng khiếp, đi ra ngoài kiểu mặt chỉ muốn chảy mỡ ra thôi ấy. Và khi mà mặt mình nó bị hút hết nước xong rồi nó khô như thế thì nó sẽ càng tiết ra nhiều dầu để nó cân bằng lại. Mình thì không muốn cái điều đấy xảy ra, mình không muốn mặt mình lúc nào cũng bóng nhẫy. Các bạn nhìn thấy mặt mình hiện tại này, nó cũng có một cái độ bóng đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không sử dụng em phun sương này á thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy mặt mình nó bóng loáng trước cái ánh đèn thôi, chứ còn không nhìn thấy mắt mũi mình đâu, thật luôn. Thế nên là mình luôn luôn là cho cái em này vào trong túi, và khi nào đi đâu này, mình đi thăm vịnh hay là mình đi ra ngoài đường đi ăn uống cùng với bạn bè mà không có điều hòa ấy, thì em này là cái điều hòa mini của mình luôn. Thì nó sẽ kiểu cấp ẩm cho làn da của mình, siêu nhỏ gọn luôn. Mình có mang một cái xịt khoáng đi, nhưng mà xịt khoáng thì các bạn sẽ phải xịt liên tục như thế này vào mặt, xong cứ phải ấn ấn như thế này thì nó cũng hơi bất tiện một chút. Thế nên là em này ấy, các bạn chỉ cần cho
cho cái xịt khoáng, cho cái nước xịt khoáng vào trong này này. Các bạn vặn nhẹ cái em này như thế này nhá. Cái em này rất là dễ để mở này. Các bạn vặn nhẹ cái em này ra như vậy đó. Sau đó thì các bạn cho cái nước xịt khoáng vào đây. Đấy, thì chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái loại xịt khoáng mà mình mang đi luôn. Thì mình sẽ cho cái em nước xịt khoáng này vào đây này. Sau đó nắp lại, nắp thật chặt nhá. Không thì nó bị giò ra là khổ lắm đấy. Thì nếu mà mình đổ đầy cái em này thì mình cũng hoàn toàn có thể dùng trong vòng 1 ngày. Mình có thể dùng trong vòng 1 ngày vô tư, không thể hết được. Đó, thì khi nào đi đâu mà cảm giác mặt mình nó đang bị khô hay là mình bị mệt, bị nóng, thì mình sẽ bỏ em này ra xịt lên mặt như thế này. Còn bạn mình nói bảo là mình mua cái này kiểu về để vô dụng, chả có tác dụng gì. Thế nhưng mà hôm mà đi bọn mình đi Vịnh á, nó đã tranh luôn cái này của mình vì nó nóng quá, nó không chịu được. Thế đến lúc đấy thì nó mới biết là cái tác dụng của cái em mini này để làm gì nhá. Nhỏ nhưng mà có võ các bạn ạ. Các bạn tin mình đi, nếu mà các bạn đi du lịch thì các bạn nên sắm một cái em này. Đi Quy Nhơn này, đi Đà Nẵng này, nắng to như thế mà ra mà có em này thì mình đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ cảm thấy cái mùa hè nó không còn kinh dị như các bạn tưởng nữa. À, cái này của hãng Mokato nha mọi người. Mình mua cái này của Mokato. Mokato có cái máy phun sương to đùng, ở nhà mình cũng có. Nhưng mà không thể mang cái máy to ấy đi được, chỉ mang được cái máy nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đi thôi. Và nó chỉ có kích thước bằng một nửa cái bàn tay như thế này thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cho vào túi sách và nó cực kỳ là nhẹ nha. Chạy em này chạy bằng cái gì thì em này chạy bằng cái cổng sạc như thế này này. Thì khi mà các bạn đi du lịch thì các bạn mang cả sạc đi đúng không? Thì các bạn có thể cắm cái này trực tiếp vào cái ổ sạc của các bạn, sau đó thì các bạn sạc. Thì hoàn toàn các bạn sạc khoảng tầm, mình thì thường cắm vào thì tầm 2-3 tiếng là mình có thể sử dụng được cả ngày rồi. Pin cũng ok đấy, các bạn không phải lo là nó hết pin giữa đường đâu. Đấy, đã có một cái cổng sạc như thế này thì không phải lo hết nhiên liệu nha. Ok, mắc tiếp em này. Mình cảm giác như kiểu em này là một cái túi ở Doraemon đó mọi người. Chứa được rất là nhiều đồ. Tiếp theo là cái này. Mọi người có thể đoán được đây là cái gì không? Đây là một cái em mặt nạ lột của nhà GGG. Tại sao mình lại không mang mặt nạ giấy đi? Bởi vì nó khá là tốn diện tích, bởi vì cái mặt nạ giấy nó rất là to ấy. Để mình mang cái em này đi để mình có thể đắp được mặt nạ. Đây là một cái em cực kỳ hay ho mà mình cũng nghĩ là các bạn team cũng sẽ cực kỳ thích, bởi vì nó rất là khác so với những cái loại mặt nạ thông thường. Em này là một cái loại mặt nạ lấp lánh nha mọi người. Khi mà mọi người đắp lên thì mọi người sẽ thấy cái mặt mình nó lấp lánh. Mình lựa chọn để mang cái em này đi khi mà đi du lịch bởi vì em này là mặt nạ dạng lột nha mọi người. Thì khi em này lột ra ấy, thì các bạn sẽ lấy đi được những cái cặn bẩn, bụi bẩn ở dưới cái lỗ chân lông của mình. Thì mình nghĩ là mình có thể một công đôi việc, vừa tẩy tế bào chết này, lại vừa đắp mặt nạ. Trong thành phần của em này thì có tảo xoắn, đó là lý do vì sao em này có một cái màu xanh như thế này. Và còn có cả hạnh nhân và nụ tầm xuân nữa. Đó là những cái thành phần mà mình thấy nổi bật nhất của em này. Em này có cái độ xanh xánh quện quện như thế này. Và các bạn có nhìn thấy em này lấp lánh không? Và ẩn sâu trong bên em này là những cái kiểu hình ngôi sao này, các thứ. Khi mà các bạn đắp lên trên mặt á, thì các bạn sẽ thấy rõ cái hình ngôi sao. Không biết ở đây các bạn có nhìn rõ cái hình ngôi sao này không? Chắc là không nhìn rõ đâu. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy cái chất này thì các bạn cũng có thể thấy là nó óng ánh như thế này này. Khi mà đắp em này, các bạn có một số lưu ý nhá. Là nếu mà các bạn đắp lên thì các bạn phải tránh những cái vùng như là vùng lông mày này, vùng mi mắt này, vùng mắt này, và vùng môi ra. Bởi vì nó là mặt nạ lột và mình thì không muốn các bạn lột cả lông mày ra, nên các bạn chú ý cái điểm này hộ mình nhá. Tiếp theo còn gì trong chiếc túi này không nhỉ? Đây, kem chống nắng. Đi chơi nắng gió thì không thể quên kem chống nắng được rồi. Thì đây là kem chống nắng Senka và mình đã có hẳn một cái video giới thiệu về em này rồi, nên mình sẽ không nói nữa. Mình chỉ có một lời khuyên cho các bạn là đừng bao giờ đi ra khỏi nhà mà không có kem chống nắng nha. Tiếp theo tẩy trang. Mình mang một cái lọ tẩy trang như thế này nhưng mà mình mang cái lọ gần hết. Mình không mang lọ mới bởi vì mình nghĩ là trong một cái khoảng thời gian khoảng 3-4 ngày mình đi du lịch thì một cái khoảng nước tẩy trang này nó sẽ vừa đủ cho mình để mình sử dụng khi mà mình đi du lịch. Bởi vì mình không muốn mang cả một cái chai to đi mà nó nguyên từ đầu ấy thì nó nặng lắm. Nên là mang một cái chai mà nó chỉ còn một nửa non thế này thôi thì sẽ kiểu mình sẽ không phải xách quá nặng đi ấy. Tiếp theo hình như là cũng sắp hết rồi, túi bắt đầu nhẹ đi rồi. Thứ kem chống nắng. Đây mình có hai loại kem chống nắng màu hồng như thế này, một loại cho mặt và một loại cho body. Cái này thì chắc là nếu mà các bạn xem kênh của mình thì các bạn cũng biết cái loại kem chống nắng này rồi. Thì cái em này có lấp lánh ấy thì rất là thích hợp để đi biển và nó còn chống nước nữa, nâng tông chống nước thì là rất là thích hợp để các bạn mặc những cái đồ hở hở này, sau các bạn bôi vào thì da các bạn trắng hơn được nâng tông mà các bạn còn được bảo vệ khỏi ánh nắng nữa.
Thì cái em này mình đã có một cái video giới thiệu về hai cái em này rồi. Thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thì mọi người có thể xem lại những cái video trước của mình nhá. Tiếp theo. Đây là cái gì nhỉ? Serum. Đây là một cái em serum mà mình mang đi bởi vì em này khá nhỏ gọn tiện lợi. Đây là em serum Wonder Glow của nhà GGG. Em serum này thì sẽ giúp da mình nó trắng hơn, nó đều màu hơn và dưỡng ẩm cho cái làn da của mình. Thì serum là một cái loại mà dễ mang đi nhất đấy mọi người. Mình để ý cái nhà GGG này có những cái thiết kế nó rất là xinh nha mọi người. Kiểu hướng tới đối tượng là teen ấy. Mình nhìn cái em này mà mình còn thích mua vội các bạn ạ. Vì nhìn quá xinh, các bạn nhìn cái chất ở bên trong này, em này có một cái chất màu hồng hồng. Em này có một cái chất màu hồng hồng như thế này này. Đó, xinh không mọi người, nhìn cute, nhìn phát là muốn bôi lên mặt ấy. Em trong em này thì có niacinamide, giúp da của các bạn nó sáng lên và làm ngừa cái thâm mụn ở trên da của các bạn. Tiếp theo trong em này còn có cả hyaluronic acid. Thì đây là một cái mà kiểu cấp ẩm cho các bạn ấy, làm cho cái da của các bạn nó có cái độ ẩm. Bởi vì khi mà mình đi du lịch thì thường thì da mình nó rất là dễ bị mất nước, nhất là ở cái chỗ mà nó nắng quá mà mình sẽ phải hoạt động ngoài trời liên tục. Thì các bạn cũng nên cấp ẩm, cấp nước cho cái làn da của mình để nó có căng tráng sức sống hơn. Thì cái chất của em này nó hơi long lỏng như thế này, thì cái chất này này dễ tán vào da cực. Và điều mình thích là nó không, khi mà mình bôi vào mặc dù nó cấp ẩm nhưng mà nó lại không làm cái làn da của mình nó bị bóng loãng loàng lên ấy. Ví dụ mà mình có bị cháy nắng, mình nô đùa quá, mình không apply lại kem chống nắng ấy, thì cái em này có thể phục hồi lại cái làn da của mình khi mà mình đi chơi. Đó là lý do tại sao mà mình dùng cái em GGG này mang đi khi mà mình đi du lịch nha. Hình như chỉ còn một sản phẩm cuối cùng thôi. Đó, khi mà mình đi du lịch mình chỉ mang một số thứ như thế thôi. Và cái em cuối cùng này là xịt khoáng mọi người ạ. Cái xịt khoáng mà mình vừa đổ ra cái máy này á, đó là từ cái em này ra. Em này là cái xịt cucumber, cái xịt mà có chất xuất từ quả dưa leo á mọi người. Cái em này, tại sao mình lại thích cái em này? Bởi vì em này nhỏ không mọi người? Nó cũng chỉ tầm như vậy thôi, hai con béo lùn này đứng cạnh nhau, nhưng mà rất là nhỏ gọn. Đó, và có một điều mà mình rất là thích ở em này, đó là cái vòi xịt của em này cực mạnh luôn mọi người. Không phải mạnh đến mức rát da, nhưng mà nó mạnh để đủ kiểu bắn thẳng vào mặt mình, làm cái mặt của mình nó dịu nhẹ đi tức thì á mọi người. Như này nhá. Khi mà dùng em này thì mọi người lưu ý là mọi người nhắm chặt mắt vào cho mình nhá. Mình xịt cho các bạn xem. Đó, sướng cực kỳ luôn các bạn. Cái em này thì mình thường là sử dụng sau khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt. Thì cái mặt của mình nó hơi khô một chút thì mình có thể sử dụng cái em này để xịt thẳng vào mặt. Còn không, khi mình đi ra ngoài á thì mình hay đổ cái em này vào trong cái chai em này để mang đi để xịt như vậy. Rất là sướng mọi người ạ. Mọi người dùng cách nào cũng được, nhưng mà mình thấy là mang cái em này đi tiện. Còn em này thì các bạn skincare ở trong khách sạn nơi các bạn nghỉ thôi. Đây là cái em cuối cùng trong cái bộ skincare của mình khi mà mình mang đi du lịch rồi. Thì cũng chỉ tối giản như thế thôi, để xem có bao nhiêu món nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Hai cái kem chống nắng này là 8. Nghĩa là mình chỉ có mang có 8 món đi để skincare cho cái da mặt của mình thôi. Thì qua 8 cái món này thì cũng có thể vừa làm sạch này, vừa cấp ẩm này, chỉ trong vòng vài bước đơn giản như thế thôi. Bởi vì mình không thể mang một cái tủ skincare của mình đi được. Nhiều lúc mình cũng ngồi đắn đo khá là nhiều, không biết là mang cái gì đi du lịch. Thế nhưng mà đấy, đã chọn được một số cái mà nó gọi là tối ưu nhất trong cái quá trình đi du lịch của mình rồi. Thì mình hy vọng là qua cái video này thì mọi người sẽ kiểu tham khảo được một cái số món mà mọi người có thể mang đi du lịch. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Và nếu mà các bạn thích và thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha.